Nhớ lại là khi học với thầy ai cũng có thể làm lãnh đạo được hết. Được chưa? Ai của em trong nhóm này cũng đều lãnh đạo được hết. Cũng như hồi xưa khi thầy làm trưởng khoa, ai bác sĩ nào cũng có thể làm trưởng khoa thay thầy được hết. Chúng ta phải làm việc trên tinh thần như vậy. Hôm qua chúng ta đã được học câu equity and equality, tức là công bằng và bình đẳng. Rồi nhanh đi. Rồi. Ủa cái gì bao phim vô làm liền vậy? Rồi làm đi. Dạ thưa thầy, em trình về bao phim. Dạ bao phim là một màn tập hợp sinh, vi sinh vật gắn trên một bề mặt chắc gắn, nó tạo thành một lớp màng bao phủ trên bề mặt ở đó. Vi sinh vật liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một một cấu trúc bền vững, được bao bọc ở ngoài là một lớp polysaccharide. Về thành phần thì có thể là một hoặc nhiều loại vi khuẩn khác nhau, còn ở phần lõi của nó sẽ là một các vi khuẩn ở trạng thái tĩnh và không hoạt động. Quá trình hình thành của một màng bioform thì gồm 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì vi khuẩn kết dính thuận nghịch trên bề mặt. Giai đoạn thứ hai là hình thành lớp tế bào. Giai đoạn thứ ba là hình thành mạng lưới tế bào. Giai đoạn thứ tư thì lớp lớp vi khuẩn mạng ở màng sinh học này thì mở rộng ra, và sau đó giai đoạn thứ năm là phân tán để hình thành một chu trình mới. Đối với vết thương hở thì mạng bioform này làm cho vết thương lâu lành hơn bởi các nguyên nhân sau. Nó tạo thành một màng rào cản vật lý ngăn vi khuẩn với môi trường bên ngoài. Thứ hai là do cái lớp polysaccharide này nên vi khuẩn có khả năng bám dính và tồn tại lâu hơn, chịu được các tác động của kháng sinh mình đánh vào. Cho nên là liều kháng sinh sẽ phải ở một liều cao hơn mới diệt được vi khuẩn trong lớp màng bioform này. Thêm nữa là khi ngừng dùng thuốc thì các vi khuẩn ở phần lõi ở trạng thái không hoạt động thì nó hoạt động trở lại và gây nhiễm trùng trở lại. Để nhận diện vi khuẩn trong bioform thì chúng ta có hai cách: cái vi khuẩn hoặc là sinh học phân tử. Ở lâm sàng thì sử dụng sinh học phân tử mà đại diện là PCR. Mời tới đó được rồi, mời bạn khác. Câu tiếp theo đi mấy bạn. Không có nhiều thời gian đâu, các bạn đừng làm chết, có thời gian chết. Chuyên đề của ngày hôm nay nhiều lắm, gần 20 cái chuyên đề là các bạn không có làm như vậy được. Có một bạn hình như mà quên mở micro hay gì á. Bạn Lê Hoàng Ân presenting mà không có mở micro hay gì á. Em nào bóc điện thoại cầm tay gọi cho bạn đó, hoặc là bạn nói cái presenting mà quên quên mở micro hoài.
Dạ, em trình bày về tổng phương tính nước tiểu ạ. Đầu tiên là tiếp cận ban đầu là tổng phân tích nước tiểu là cái gì? Là một quá trình kiểm tra sự hiện diện và nồng độ các chất trong nước tiểu. Thì quá trình này bao gồm các giai đoạn như đầu tiên là các đặc tính vật lý của nó, bao gồm thể tích, màu sắc, nồng độ thẩm thấu. Tiếp theo là kiểm tra các tính chất hóa học của nó qua các thông số bên này. Và cuối cùng là quan sát huyết kính hiển vi để nhận diện sự hiện diện bất thường của các tế bào cũng như hình dạng của nó. Đây là các bản chỉ số bệnh của tổng phân tích nước tiểu bình thường. Và chủ đề hôm nay là câu hỏi đặt ra là tổng phân tích nước tiểu là đủ hay không và có cần làm thêm cận lắng nước tiểu hay không. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về DeepSeek là một cái que thử nước tiểu nhanh. Trong này sẽ hiển diện cho chúng ta là 10 thông số, bao gồm các thông số như trên màn hình các bạn đã thấy. Và tiếp theo là chúng ta biết được cái soi cận lắng nước tiểu và xét nghiệm cận Adip có chức năng gì, nó cho chúng ta xác định được là sự hiện diện bất thường của hồng cầu, bạch cầu, trụ tinh thể và các tế bào bất thường cũng như hình dạng của các tế bào đó. Và cuối cùng để trả lời câu hỏi là xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu là đủ hay không và có cần làm cận lắng không, thì chúng ta biết là điếc tích cho chúng ta kết quả nhanh và chính xác nhưng không cung cấp thông tin về hình dạng của các loại tế bào. Ngoài ra thì cái cận lắng nước tiểu chúng ta cần làm rất là lâu và cần một số lượng nước tiểu mẫu thử ban đầu rất là lớn, khoảng 2 lít để làm được, nên DeepSeek có thể thay thế được cái cận lắng nước tiểu. Phần trình bày của em là hết Hiện nay có một sự cố là xảy ra cho nên các bạn Y6 ở Học Dược đang có mặt ở đây không? Đang có mặt ở đây không? Hôm rồi hôm thứ năm thầy cho một bệnh nhân làm xét nghiệm, thì bệnh nhân đó là một bệnh nhân nam trẻ 35 tuổi và bị tăng huyết áp, thầy cần loại trừ cái viêm vi cầu thận. Nhưng mà ở trong cái xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu bệnh viện Trường Đại học Y Dược thì nó lại không tìm được các cái CAS, tức là các cái trụ, thì mới hỏi lại các cái điều dưỡng thì bây giờ thầy muốn tìm trụ thì sao, thì mọi người lại rất là băn khoăn, rất là khó xử, không trả lời được câu hỏi của thầy. Do đó các bạn Y6 nào đang đi niệu ở đa khoa bệnh viện Đại học Y Dược hãy thực hiện liền từ đây cho tới ngày thứ năm. Hôm nay là thứ ba, ngày mai là thứ tư, cùng lắm là thứ năm, sáng thứ năm thầy có mặt ở khoa phòng khám niệu, các bạn phải gặp thầy và hãy giải quyết cho được cái chuyện là làm sao để thông qua nước tiểu để tìm được cái trụ CAST, đặc biệt là trụ hồng cầu trong cái nước tiểu ở bệnh nhân bị viêm vi cầu thận cấp. Còn nếu bệnh nhân bị hội chứng thận hư thì ta phải tìm được trụ mỡ. Nhắc lại các bạn đi bệnh viện Đại học Dược có nghe rõ không? Alo, bạn Huy là nhóm trưởng đúng không? Alo. Alo. Các bạn Dạ thấy em nghe thầy không? ơi. Hả? Dạ em nghe thầy ơi. Có Huy đây không? Dạ có. Dạ. Rồi, ok. Em điểm danh lại coi Y6 đi đa khoa, đi bệnh viện Đại học Y Dược có bao nhiêu người tham dự hôm nay và Dạ. có nghe câu hỏi của thầy hay không? Rồi. Dạ. Bao nhiêu bạn? Và tất cả có nghe rõ câu hỏi của thầy hay không? Có mẹ đang dạy học sinh, người bạn học Để sinh. xem chuyện gì đang xảy ra với bệnh viện Đại học Y Dược về cái chuyện thử nước tiểu. Rồi mời bạn Thịnh điều hành tiếp. Dạ, bây giờ em mời nhóm nhóm 2 trình bày câu cuối ha. Nhóm 2 trình bày câu cuối thì mình quay lại nhóm 1 hết mấy bạn. Nhanh lên, không có thời gian đâu.
Dạ thưa Lê thầy, Vũ Đức Minh. em trình về ghép phân. Đầu tiên là ghép phân là việc chuyển phân từ một người hiếm khỏe mạnh sang một người người bệnh để giúp thay đổi trực tiếp thành phần vi sinh vật trong đường ruột của người nhận và mang lại sức khỏe cho người đó. Cái ghép phân đầu tiên thì khoảng thế kỷ thứ tư ở Trung Quốc. Ban đầu việc ghép phân dùng để điều trị cho nhiễm khuẩn Clostridium tái phát với tỷ lệ chữa khỏi khoảng 90%. Hiện nay thì được sử dụng cho các bệnh khác như viêm ruột, hội chứng ruột kích thích và táo bón mãn tính. Cơ sở khoa học của việc ghép phân là đường ruột chứa một cộng đồng vi sinh vật phức tạp. Lợi ích của vi sinh vật là tổng hợp vitamin, chuyển hóa carbon hydrate, protein và acid amin. Thì hệ vi khuẩn được ruột cũng ảnh hưởng với sự phát triển và trưởng thành của hệ thống miễn dịch thông qua tương tác với biểu mô ruột. Ghép phân ngày nay được thường hiện là như thế nào, là một người hiến phân khỏe mạnh sẽ được sàng lọc cẩn thận trước khi để lấy phân và ghép cho người nhận. Sàng lọc các virus viêm gan ABC, HIV, giang mai, đồng thời là xét nghiệm phân để tìm các mầm bệnh đường ruột, ký sinh trùng và các vi khuẩn đa phương ứng thác. Vì cái phân thì thông qua viên nang dạng uống, nội soi, thục tháo hoặc là ống thông mũi tá tràng. Ủa cái gì có giang mai đây nữa? Chip hơn đâu có liên quan gì tới giang mai. Em là Nhật Minh hả? Dạ. Hồi nãy em có nói nhầm không vậy? Thầy em tìm tài liệu thấy vậy thầy. Em gửi tài liệu đó cho thầy. Làm gì có chuyện ghép phân liên quan tới giang mai đấy. Ghép phân chỉ liên quan tới E. coli và Clostridium và một vài loại nữa, chứ đâu có liên quan gì tới, không có liên quan tới Salmonella, cũng như không có liên quan tới gì tự nhiên có giang mai đi trời. Sai sai rồi, dừng lại đi, gửi tài liệu tham khảo cho thầy liền. Rồi mời bạn Thịnh điều chỉnh lại, điều hành lại. Dạ. Ủa thầy ơi, vậy câu đó là gì, em làm sao thầy? Câu hồi nãy câu ghép phân đó là chị nói mấy anh em cần làm lại luôn không thầy? Hay là mình qua luôn? Qua luôn đi, nhưng mà cái Dạ bài dạ. trình bày hồi nãy đó phải gửi cho thầy cái tài liệu tham khảo, nó có ghép phân cải thiện được tình trạng nhiễm Dạ. Salmonella, nhiễm con Treponema pallidum. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi. Nếu mà có tài liệu em được thưởng thùng bia đó. Thử luôn bia luôn á thầy. Ừ. Ủa, quá. Dạ. Cho Noel Thầy này mới em lại tắm nghe rõ không liền. thầy? Hả? Rồi, ok, nói đi đi. Nói trình bày Dạ đi đi. dạ. Nói đi thầy, thấy Em xin trình vi của bày đang về trình bày. sapiosexual. Dạ, sapiosexual là một cái thuật ngữ dùng để chỉ những cái người mà được thấy hấp dẫn, thấy lôi cuốn về cái khả năng thông minh, hay là cái khả năng thông minh, hay là cái thay vì cái vẻ bề ngoài của một người khác. Nguồn gốc của sapiosexual trong tiếng Latin là bắt nguồn từ tiền tố sapio, nói về có nghĩa là thông minh, còn cái hậu tố sexual là hấp dẫn về hướng tình dục. Có thể nói là sapiosexual là cái người ta say đắm về cái vẻ đẹp trí tuệ của người khác. Sapiosexual là thường bắt nguồn, có thể là bắt nguồn từ cái thở mà mình trên học đường, là tại vì mình tiếp xúc với những người mà mình tiếp xúc với những người mà có trí tuệ vượt trội hơn mình, thì sẽ tồn tại cái mối liên hệ chặt chẽ giữa tình cảm giữa những người đó. Bởi vậy mình có thể nói sapiosexual là sản phẩm của bối cảnh học thuật. Khái niệm sapiosexual được nhìn nhận ở mỗi người thì khác nhau, nhưng mà thường thì họ có nhiều điểm chung. Giống như là người sapiosexual thường là sẽ không không có bị chúng tiếng sét ái tình. Người ta thường thích tìm hiểu đối phương, người ta sẽ thấy hứng thú khi mà có hiểu được nhiều về đối phương.
không có đi theo từ đối phương nữa. Dạ. Dạ, hôm qua dạ thầy. Mới la rồi. Dạ. Dạ, người Savio Sexual thì có xu hướng thích hoạt động về tinh thần nhiều hơn là thể chất. Người ta thích được bàn luận về những cái điều mà tri thức hơn là những cái hoạt động tình dục. Ham muốn của người Savio Sexual cũng mạnh mẽ hơn những người bình thường. Thống kê của một công ty sản xuất đồ chơi tình dục thì có thấy là có mối liên hệ giữa những người có IQ cao và sử dụng cái đồ chơi tình dục có liên quan với nhau. Người Savio Sexual sao lại có vụ đồ chơi tình dục trong Savio Sexual nữa trời. Dạ. Có cái gì sai sai ở đây rồi. Em gửi tài liệu đó cho thầy coi. Dừng lại đi. Dạ dạ. Rồi mời bạn dạ. Thịnh điều hành tiếp. Dạ thầy ơi, cái câu mà gấp phân hồi nãy đó em có gửi tài liệu đó cho thầy rồi đó thầy. Thầy thấy rồi nhưng mà thầy chưa có mở ra được, lát thầy mới dạ. Mở sau. Dạ rồi, dạ rồi. Vậy em mời bạn tiếp theo nha. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi mấy bạn. Các bạn vừa rồi phải gửi tài liệu cho thầy nữa đó, đồ chơi tình dục ở Sibiu Sexual đó. Cái hơi lạ nha, bạn này trình bày hơi lạ lắm luôn á. Cái này thùng bia nữa không thầy? Có thùng bia nữa luôn á. Dạ. Với điều kiện là tài liệu nó phải xịn mới được. Dạ. Không có qua tài liệu xàm xí nha, bây giờ tài liệu xàm xí nhiều lắm luôn á. Hôm qua thầy đã dạy mấy em rồi đó. Mainstream media bây giờ là không có tin được nha. Dạ. Dạ thầy, rồi, em xin trình bày về đông trùng hạ thảo thầy. Ồ, bạn này khó này nha, rồi tiếp tục. Dạ thầy, là đông trùng hạ thảo là một dạng cộng sinh giữa một loài nấm túi Cordyceps senesis với sâu non của một loài côn trùng thuộc họ chi Hapilus. Đông trùng hạ thảo phơi khô có hai phần rõ rệt, phần dưới là một con sâu và từ đầu sâu mọc lên một nấm lá. Thầy, là đông trùng hạ thảo là dược liệu có quá trình sinh trưởng và tiến hóa vô cùng thần kỳ. Mùa đông là côn trùng, mùa hè là cây. Phân bố và phân loại, đông trùng hạ thảo phân bố ở châu Á, châu Úc, đặc biệt là cao nguyên hơn mặt biển từ 4.000 đến 5.000 mét như Tây Tạng, Tứ Xuyên, Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam. Có hơn 400 loại đông trùng hạ thảo nấm senesis. Đông trùng trùng thảo nấm gọi là đông trùng hạ thảo, còn trùng thảo nấm Milaris là đông trùng hạ thảo nhân tạo. Tác dụng là đông trùng hạ thảo vừa là thực vật vừa là động vật nên được cho là có sự cân bằng tuyệt vời giữa âm và dương, nên từ cổ đại nó đã được cho là một vị thuốc quý hiếm, được sách y học cổ truyền Trung Quốc coi như là một vị thuốc cải lão hoàng đồng, hồi xuân sinh lực, các vua chúa thời xưa tin dùng. Cùng nổi danh với là Thiên Sơn Tuyết Liên rồi với Linh Chi. Vậy nó có phải là camera không? Dạ. Em làm video xem coi đông trùng hạ thảo có phải là camera không? Hôm qua thầy có nói về camera rồi đúng không? Dạ có. Rồi em sẽ làm video về cái đó. Dạ. Dạ. Nếu mà ngon lành là em sẽ được thưởng hai thùng bia luôn đó. Dạ dạ dạ. Mọi người tiếp tục. Rồi mời bạn tiếp tục. Nhóm mình 4 thùng bia rồi đó mấy bạn ơi, cố lên nha. Gắn lên, gắn lên. Alo, thầy nghe rõ không? Nghe rõ. Dạ, em xin... Tỉnh chỉ bài tiếp tục hả? Dạ, dạ. Em trình bày nữa luôn hả? Dạ, không, bài, không thì em trình bày bài ngày trước.
Thì mày gọi xuống đi chứ ở đó làm gì? Dạ không, hồi nãy bài của bạn kia thì phải thấy Trịnh Chí Bền đang presenting nè. Dạ hồi nãy tại bạn kia. Dạ lúc bạn... nãy. Lúc nãy là bạn Bền trình bày cho bạn kia đọc cái này. Rồi ok, tiếp tục. Ít biết nổi đứa nào trình luôn rồi. Dạ em xin trình bài về ngải cứu ạ. Ngải cứu tên tiếng Việt là ngải cứu. Ủa cái... sao không quay lại cái vụ cái video mà thầy gửi về cái Ozil và cuộc giải World Cup. Thể lại đi, hết thời gian rồi. Cái tài liệu mà Ozil đó buổi sáng thì gửi cho em đó phải không thầy? Đúng. Y Sáu phải trình bày về cái chuyện LGBT trong cái World Cup kỳ này. Và Y Ba sẽ trình bày về phân biệt chủng tộc trong World Cup kỳ này. Xoay quanh hai chủ đề đó đi, dừng lại tất cả các chủ đề khác. Dạ rồi, dạ rồi. Nhưng mà cái chủ đề này LGBT hồi sáng tụi em đi lâm sàng làm không kịp cái này thầy ơi. Okay, để rồi, cái này ngày mai. Để ngày rồi. Mai tụi em làm hay rồi, ngày mai. Rồi dạ. Rồi. Dạ rồi, vậy tụi em trình bày tiếp hay thầy? Khoan, hỏi Y3 coi họ có trình được không? À, Y3 mấy em ơi, Nhân ơi. Dạ thầy ơi, ngày mới được không thầy? Tụi em hôm nay đi sàn, tụi em nó hết bệnh, em làm không kịp thầy ơi. Rồi, vậy ngày mai luôn. Rồi, hỏi dạ, dạ. Cái nhóm Đa khoa Y Liên Thông 33 ở Đa khoa Trung ương coi họ có trình bày vấn đề của họ được chưa? Alo, thầy ơi. Ngày mai cho tụi em trình bày về bù, chị em chưa có trình bày. Ok, rồi, rồi. Vậy thì Y 43 tiếp tục đi. Vậy là em cho bạn Chí Bình hồi nãy trình lại tiếp luôn được không thầy? Tiếp tục luôn đi, tại dạ. Vì hai nhóm kia họ mắc nợ luôn rồi, nhóm của em cũng mắc nợ luôn rồi. Dạ tiếp rồi, Bình ơi. Bình ơi, bạn trình lại luôn không? Bình. Rồi, ok. Dạ, em xin trình bày về ngải cứu. Ngải cứu, tên tiếng Việt là ngải cứu, cây thuốc cứu hoặc ngải nhiệt, quả sú ở trong hormon nhã ngải ở trong tiếng Tày hoặc ngõi tiếng Giao, tên khoa học là Artemisia fularis, họ là Asteraceae, mô tả cây là ngải cứu, cây thảo, sống lâu năm, cao khoảng từ 0,4 tới 1 mét, thân cành mọc xum xuê, có rãnh và lông nhỏ, lá mọc so le, chẻ lông chim, phiến men theo, cuốn đến tận gốc, dính vào thân như có bẹ, các thị hình mát hẹp, đầu nhọn, mặt trên màu lục sẫm, mặt dưới phủ đầy lông trắng, hoa mọc ở ngọn thân và đầu cành thành chùm kép, men nhiều đầu nhỏ, màu vàng lục nhạt, tổng bao gồm các lá bắc nguyên giống như vảy có lông, đầu mọc chút xuống, cùng phía hình chứng cục, mang hoa cái hoặc hoa lưỡng tính trên cùng một cụm hoặc những cụm khác nhau, thường hoa cái chiếm nhiều hơn, hoa không có màu lông, chàng hoa cái có ống ngoảnh cục hoặc có hai gân ở đầu, chàng hoa lưỡng tính hình xỉu, có năm thì uốn cong ra phía ngoài, quả bế thu nhỏ không có túm lông, toàn cây có mùi thơm hắc, mùa hoa quả thường là tháng 10 đến tháng 12. Đây là cây ngải cứu. Phân bố, thu hoạch, thu hái và chế biến. Ngải cứu mọc hoang ở nhiều nơi ở nước ta, còn thấy mọc ở nhiều nước khác ở châu Á, cả châu Âu nữa. Ở nước ta, một số gia đình trồng ngải cứu có tính chất quy mô nhỏ quanh nhà, chưa thấy trồng lại chè. Thu hái, thường hái cành và lá vào tháng 6, gần tương ứng với Tết mùng 5 tháng 5 âm lịch, phơi khô trong găm mát. Bộ phận dùng, phần trên mặt đất thu hái khi có hoa, dùng tươi hay phơi khô trong găm, bào chế, gần là có là ngải cứu khô. À, chưa Bình ơi, à, bạn Hoàng Xuyên tắt mic cho mình đi. Ok. Bào chế thì mày tiếp Bình ơi. Bào chế gồm có là ngải cứu khô, loại bỏ tạp chất và cành, rây bỏ chất vụn, thu được ngải diệp, rửa qua nước cho mềm, thái ngắn, phơi khô, ngải thản hoặc là thô ngải tháng, dọn ngải diệp sạch, cho vào nồi sao
to lửa đến khi đa phần khoảng 7 phần 10 chuyển thành màu đen, trộn đều với giấm, sao khô, lấy ra phơi chỗ mát 2 đến 3 ngày cho khô, cứ 100 kg lá ngải cứu dùng 15 lít giấm. Ngải nhung dùng để chăm cứu, lá ngải cứu phơi sạch khô, sau để cho mềm, cho vào có giả kỹ, khi nào mịn như nhung là được, bỏ sơ và bột. Đây là ngải cứu khô và đây là hình của ngải nhung rồi. Về thành phần hóa học, toàn cây ngải cứu chứa tinh dầu hàm lượng từ 0,2 đến 0,34%, thành phần chủ yếu tinh dầu là các monosterpene và cyclosterpene, gồm 18 phenol, camphor, terpenen 4 ơi, phenen, ngoài ra còn một ít adenicholine. Về tác dụng dược lý, tác dụng chủ yếu của ngải cứu thường là điều kinh, ngoài ra ngải cứu còn dụng được nghiên cứu có một số tác dụng khác như giảm đau, chống mũi, đuổi côn trùng, chống ký sinh trùng, kháng khuẩn. Về tính vị công năng, ngải cứu có vị đắng, mùi thơm, tính ấm và ba kinh can tỳ thận, có tác dụng điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp, ôn kinh, an thai, giảm đau, cầm máu, sát trùng. Công dụng và liều dùng, ngải cứu được dùng làm thuốc điều kinh một tuần lễ trước dự có kinh, uống mỗi ngày từ 6 đến 12 gram, tối đa 20 gram, sắc với nước hay hãm với nước sôi như hãm chè, chia làm 3 lần uống trong ngày, có thể uống dưới dạng thuốc bột 5 đến 10 gram hoặc dưới dạng thuốc cao đặc 1 đến 4 gram. Nếu có thai, thuốc không gây sảy thai vì không có tác dụng kích thích đối với tử cung có thai. Ngoài công dụng điều kinh, ngải cứu còn có tác dụng làm thuốc, giúp sự tiêu hóa, chữa đau bụng, nôn mửa, thuốc dung, sốt rét. Ngải nhung dùng làm mồi ngải cứu. Tác dụng phụ của ngải cứu thì là không nên sử dụng quá 4 lần một tuần, gây nên tác dụng phụ sao như là có thắt dạ dày và ruột, buồn nôn, ói mửa, chóng mặt, đau đầu, tổn thương thần kinh, suy thận, suy nhược, run rẩy, thay đổi nhịp tim, bí tiểu, tê tay chân, gây đỏ da hoặc bỏng rát. Về tương tác thì là cây ngải cứu có thể làm giảm hiệu quả một số loại thuốc chống co giật như carbazepine, phentonin và một số loại thuốc khác. Em xin hết. Vậy có vẻ như là ngải cứu không có liên quan gì tới khoa niệu hết đúng không? Có không? Dạ, thôi lợi 8-9 cái tính chất của ngải cứu trong dùng trong dược thảo. Dạ. Gần như nó không có giúp ích gì cho bác sĩ tiết niệu hết. Dạ, em thấy tác dụng dược lý là có giảm đau với có kháng khuẩn. Giảm đau thì theo cơ chế nào? Em biết gì bao nhiêu cơ chế giảm đau đâu, nói thì nghe coi. Giảm đau trên lâm sàng ta sẽ có những loại nào đâu? Số 1 là ức chế cốc 1. Số 2 là ức chế cốc 2. Số 3 là ức chế sườn sau tủy sống. Số 4 là ức chế thần kinh trung ương. Số 5 là gì? Số 6 là gì? Số 7 là gì? Em biết được nhiều. Vậy ta hỏi ngải cứu giảm đau theo cơ chế nào? Em về làm bài tập đó nha. Dạ dạ. Rồi. Rồi, mời bạn nhóm tiếp theo. Cuối cùng luôn nha. Cuối cùng luôn là sao thầy? Cứ là các bạn đó trình bày xong rồi nghỉ luôn á. À, trình bày bản này xong rồi em nghỉ luôn ha. Dạ rồi, ok. Vâng. Dạ em xin phép trình bài về cơm mẻ à. Đầu tiên trước khi em trình bày cơm mẻ thì ta hỏi ăn cơm mẻ xong có gọi là ghép cứt không? Có hay không cái đã rồi mới là tính tiếp. Dạ theo em là không phải à. Không có thì trình bày để làm gì?
mục tiêu chính của chúng ta khi học niệu đây là ghép cước mà. Không có thì trình bày làm gì? Có bạn nào nữa có không? Alo? Bây giờ thầy sẽ gửi tiếp cho mấy em một bài ghép cước nữa. Rồi chúng ta dừng lại ở đây. Thầy gửi liền cho các tổ trưởng. Dạ, dạ, dạ. Hiện tại chúng ta có... À, chúng ta có 3 tổ trưởng Y6 nè, 1 tổ trưởng Y Liên Thông 33 nè, à, và có 2 tổ trưởng Y3. Thầy chỉ có liên lạc được với 2 tổ trưởng Y3 là bạn Quốc Cường với lại bạn Thành Nhân thôi à. Còn một tổ trưởng Y3 đi đâu thầy không biết. Cái tổ trưởng đó sẽ chết đó. Các bạn liên lạc dùm với tổ trưởng đó và thông báo là thầy sẽ giết chết cái tổ trưởng đó đó. Tổ trưởng Y3 mà không phải là Thành Nhân và cũng không phải là Quốc Cường đó. Alo, tổ trưởng đó đâu rồi, có mặt đây không? Alo. À có em thầy ơi. Tên gì? Dạ Quốc Cường. Có Quốc Cường thầy biết, Thành Nhân thầy biết, còn một người nữa đâu? Quốc Cường đi đâu, đi đại học phải không? Dạ bên viện đại học Y Dược. Rồi, Thành Nhân đi ra khoa thành phố phải không? Rồi, còn Y3 ra khoa trung ương đâu? Các bạn nhắn dùm nhóm Y3 đang đi niệu đa khoa trung ương là sẽ chết á. Thầy ơi, thầy tìm Y3 hay là Y3 liên thông đa khoa trung ương? Không, Y3 chứ không phải Y3, Y liên thông 33. Y3 tức là Y46 á. Dạ, anh cảm ơn. Nhắn liền là liên lạc với thầy ngay, nếu không là chết á, chết không kịp đặt nội khí quản luôn á. Rồi, bây giờ thầy sẽ gửi cho một cái bài ghép cước cho 5 nhóm trưởng, 3, 5, 6 nhóm trưởng. Rồi ngày mai chúng ta sẽ làm việc tiếp. Các bạn nghỉ ở đây. Dạ, yeah, dạ. Yeah.